Từ từ. Con có bính bún gan các kiểu không? Có bún bò trộn ba năm gì nào? Nên bún gan. Bún bò trộn ba năm. Bún bò làm gì? Bò chỉ hút mà. Bò này thằng cái khánh nước mặn đâu. Bò nào? Bò gì cơ? Bò với bún trộn khác, còn cái bún thịt cơ mà. Bún bún bò trộn á? Bún thịt trộn à? Bún thịt trộn được mà. Đợt trước thằng Long nó hay đặt cho mình ăn đấy. Cũng được, nhưng mà. Nhưng quần đấy đã, thế là. Cái thằng đúng không? Quần ấy là thằng đúng không? Ờ. Cái quần thằng đó mà. Em làm lại cho mày. Này, cái gì? Chờ tí em mới xem nào. Căng sẵn. Rồi anh đi mua vào cho anh và anh ăn. Không, anh Huy gửi mà. Anh Huy gửi trên marketing mấy hôm trước ấy. À, nhóm tánh luôn. Ê Huy, chị ơi, chờ em xem nào. Tổng 1 năm suốt đúng không? Nhớ lại nhỉ? Ờ, hôm nay là 4 năm đúng không?